người phía sau đám mây tiệm thu, trường ảnh ngang trời, sắc trời tựa như lưu ly. Sắc mặt của Hoán Diệt trầm xuống, biết phiền phức lớn, Ô Huyền Chi nhận đột nhiên xuất thủ, nếu không phải năng đánh tan người này, hôm nay sợ là yếu ăn nói tánh mạng. Xích Nhật. Hắn hung ác quát một tiếng, Ô Huyền nhất thời giải phong đi ra, ở trên khoảng không một trận xúc thế, mạnh mẽ chém kích đến. Người nọ cước bộ dừng lại, nâng tay phải lên lăng không một chảo, nhất thời một đạo quang mang lóe ra hóa thành quang luân trở lại trong tay trái cũng một kiện kỳ binh hình tròn có răng cưa như là tấm chắn tre ở trước người ngang trời xuất thế mãng côn lôn tiếng ngâm thơ du dương từ trong miệng người tới chậm rãi đọc lên tay phải hắn quang mang lóe lên một thanh đại kiếm lang liệt nổi lên nhất thời kiếm quang sáng quắc hướng phía xích nhật chi chiêu chém tới duyệt tẫn nhân gian xuân sắc ầm ầm toàn bộ xích nhật chi chiêu ở dưới một kiếm kia bị triệt để đánh tan kiếm lực kinh khủng xuyên thấu đi trực tiếp chém về phía hai người hoán diệt và tiểu kiêu. Không tốt. Sắc mặt của tiểu kiêu trắng bệch, mạnh cắn răng lóe lên, quả đấm bấm tay niệm thần chú, cùng với hoán diệt một đạo tiêu thất ở tại chỗ. Sau một khắc, bọn họ trực tiếp xuất hiện ở trên bầu trời ngoài vạn thước, khí tức trên người trong nháy mắt kéo lên đến cực điểm điểm. Tiểu kiêu tay trái nắm một mặt cổ gương đồng lục sắc, mạnh mẽ một chút giải phong ra, hóa thành cổ kiếm nắm trong tay, thân kiếm trong như gương quang sáng quắc vạn đạo hư ảnh lăng không hiện lên. Hai tay của Hoán Diệt nâng ô huyền, dơ lên thật cao, từng vòng ánh sáng màu vàng ở quanh thân lượn vòng, hóa ra một thanh tuyệt thế lợi nhận chi ảnh. Hai người tâm niệm tương thông, biết sự kiến nguy cơ trước đây chưa từng gặp trôi qua, lập tức không giữ lại chút nào liên thủ, đều là tuyệt học cực mạnh cả đời. Ngọc Thanh kiếm quyết. Câu Trần Thiên đao. Vạn kiếm hư ảnh và khí phách chi nhận, trực tiếp chảm phá thiên địa, như bách xuyên vào biển, dâng trào mà đến người nọ bừng tỉnh không cảm giác vẫn như cũ cất bước mà đi thơ ngâm lang lành phi khởi ngọc long tam bách vạn đại kiếm vén lên ngang trời chuyển động người nọ quả đấm bấm tay niệm thần chú mấy đạo quyết ấn bổ vào bên trong trên thân kiếm hiện ra chân long dị tượng một hóa ngàn vạn lăng không chém tới rào đắc chu thiên hàn triệt ùng ùng vạn long như quá giang ở trời cao chạy trồm khuấy gió nổi mây phun thiên địa biến sắc ầm ầm Ngọc Thanh kiếm quyết và câu Trần Thiên đao trong nháy mắt cuốn vào vạn long dâng lên, càn khôn đảo ngược, toàn bộ bốn cực điên đảo. Tiểu Kiêu và Hoán Diệt thoáng cái đã bị thôn phệ bên trong, sinh tử không biết. Trong lòng Lý Vân Tiêu chấn động hoảng sợ, kinh hãi quát dẹp đường. Bàng Vũ Kình, đồng loạt ra tay bằng không ai cũng đi không xong rồi. Hắn lại không còn suy nghĩ quá nhiều, thoáng chút hóa ra ba đầu sáu tay pháp tướng kim thân, sáu cái cánh tay đều cầm huyền khí, cả người khí thế trong nháy mắt nhảy lên tới cực điểm. Khâu Mục Kiệt hoảng sợ nhìn trên trời cao, cũng bị Lý Vân Tiêu đột nhiên biến hóa kinh ngạc một chút. Bà Vũ Kình tựa hồ thanh tỉnh lại, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi cực lớn, nhưng vẫn là hét lớn một tiếng cho mình bơm hơi, mạnh mẽ vũ động trường kiếm, bi minh kiếm vũ phong một chút thi triển ra, hóa thành vô biên kiếm hải. Ừ, nam tử kia khẽ di một tiếng, trong giọng nói mang theo vô tận khinh miệt, cất cao giọng nói. Ngày mùa hè tiêu rong, giang hà hơn người. Hắn mở ra năm ngón tay, Dơ lên thật cao, trong tay một mảnh thanh sắc đám mây chậm rãi mọc lên, trên không trung hóa thành nhất phương Như Ý, lượn vòng ra. Cổ sức mạnh to lớn kích động xuống, như là có thiên quân vạn mã ở bên trong dâng lên. Người hoặc phi cá miết. Ngọc Như Ý đột nhiên hạ xuống, phía trên đồ án từng cái hiển lộ ra, núi non trùng điệp xanh biếc, thượng gia cửu trùng, phi các lưu đan, nhìn xuống vô địa. Có võ giả đả đà tọa đài sen, có đồng tử đảo dược sơn, Thương Sơn phụ tuyết, Minh Trúc thiên nam. Lý Vân Tiêu và Bạc Vũ Kình ở dưới ngọc như ý dị tượng kia áp chế, chỉ cảm thấy nguyên lực trong cơ thể vận chuyển rất khó, có loại cảm giác tay vạ đến nơi. Khâu Mục Kiệt, nhanh lên xuất thủ. Bạc Vũ Kình hét lớn. Hắn cũng sẽ không bỏ qua cho người. Khâu Mục Kiệt cả người run lên, ở dưới thiên địa chi uy kia, hắn từ lâu đã cả kinh trận mắt há hốc mồm. Mặc dù không biết người tới người phương nào, nhưng cổ uy thế và khí phách này, sợ là sẽ không dễ dàng thả cho chính mình rời khỏi trong lòng cũng đưa ngang một cái, giống to, phát đao lượn vòng, một cái hư ảnh cự tượng bỗng nhiên vọt lên. Ba người hợp lực với nhau, cái loại ngọc như ý tựa hồ có dấu hiệu bị áp chế, nhưng đây chỉ là bọn họ tốt đẹp chính là ảo giác. Thiên thu công tội, ai tăng giữ bình luận. Một đạo tiếng thơ lại vang lên, như ngọc hạ xuống, sức mạnh to lớn hạo hãn, ba người hợp lực một kích trong nháy mắt đổ nát. Ẩm ẩm. Toàn bộ thiên địa rơi vào một mảnh hỗn loạn, Toàn bộ thanh âm đều tiêu vong, chỉ còn một mảnh bạch sắc mờ mịt, phảng phất thiên địa chưa mở ra. Lý Vân Tiêu toàn thân rung mạnh, một ngụm máu tươi tại chỗ phun tới, toàn thân một mảnh đau đớn, pháp tướng kim thân trong nháy mắt bị đánh quay về nguyên hình, thân thể trực tiếp đánh bay mấy trăm trượng xa, mới dừng lại thân hình. Trong tròng mắt của hắn lộ vẻ kinh ngạc, lúc này không chỉ có gân mạch nghiền nát, ngay cả ngũ tạng lục phủ đều bị cự lực cắt đứt, ngụm lớn tụ huyết phun ra. Đạo thân ảnh nghiêm nghị kia cuối cùng từ đám mây hạ xuống lang lảnh sắc trời chiếu lên hắn xinh đẹp quan ngọc, đôi mắt sáng như nguyệt vậy, khiến người có một loại ý vị ôn nhã và động nhân. Nửa khúc côn lôn kết thúc, thiên địa khắp nơi, một mảnh mang mang, vạn vật hưu quạnh. Khắp thế giới mất đi khí, ngoại trừ từng trận gió lạnh thổi qua, không còn bất kỳ thanh âm gì khác. Phốc. Bà Vũ Kình cũng rốt cục nhịn không được kịch liệt ho khan, từng ngụm máu tươi phun ra, nhan sắc quỷ dị, trong đỏ mang theo âm trầm nâu. Phanh. Đại địa đột nhiên đánh rách tả tơi, lưỡng đạo thân ảnh bò đi ra chính là tiểu kiêu và hoán diệt hai người toàn thân là máu chật vật dị thường tiểu kiêu càng sắc mặt trắng bệch thở hồng hộc cánh tay gãy tựa hồ dừng lại chảy máu thế nhưng toàn thân thương thế quá nặng sứt sẹo đầy người hoán diệt cũng không tốt gì toàn thân hầu như thành nỏ mạnh hết đà cánh tay nắm ô huyền chi nhận còn đang không ngừng run lên xanh mặt không lên tiếng trong mọi người hơi chút tốt hơn đó là khâu mục kiệt chiến hạm ngư ra trận pháp bay lộn đại lượng linh khí xông tới bù đắp cho hắn tổn hao. Linh khí dễ bổ sung, thế nhưng thương thế rất khó trong thời gian ngắn khôi phục, hắn cũng là vẻ mặt kinh khủng, cảnh giác nhìn chằm chằm người nọ. Thật đơn giản trong vòng mấy chiêu, liền đánh bại hết bốn đại đỉnh phong cường giả liên thủ, còn có một tên Lý Vân Tiêu không thua gì với bọn họ, người này chẳng lẽ là siêu phàm nhập thánh sao? Người nọ vươn tay ra, lăng không một chảo, dầm một chút, tiểu kiêu và hoán diệt hai người nhất thời bị thu hút không chung, toàn thân vô pháp nhúc nhích mới vừa rồi là ai nói muốn người khác đánh hắn tới. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, nhất thời để tiểu kiêu và hoán diệt cả người run lên. Tiểu kiêu lúc này hận không thể nhổ đầu lưỡi của mình, chật vật nói rằng. Đại, đại nhân, chúng ta là võ giả dưới trướng thánh vực vi thanh đại nhân, mong rằng đại nhân. Vi thanh. Người nọ trực tiếp cắt đứt, nhíu mày lại suy ngẫm nói. Ta hiểu được, ngươi nói là nhi tử của vi vô nhai đi. Chật chật, coi như là vi vô nhai tới, ở trước mặt của hắn, ta cũng muốn một bạt tai đánh các người. Hắn bàn tay to mở ra, mạnh mẽ vỗ xuống đến. À, hai người đồng thời bị cự lực vỗ trúng gương mặt, cái miệng không ngờ gãy răng phun ra máu tươi, toàn bộ càng dưới trực tiếp chật khớp, đầu hầu như gãy nghẹo sang một bên. Cho hề, mất mặt. Nam tử phỉ nhổ một ngụm, một trưởng liền đánh tới, phanh một tiếng, hai người trực tiếp ở dưới trưởng lực gân cốt nát hết, toàn bộ thân thể bị phách thành gì ra mấy người còn lại đều là hút một ngụm lãnh khí, tất cả đều hoảng sợ. tuy rằng hận không thể lột ra hai người này, nhưng đối phương coi như là tuyệt đại cường giả, vũ lực ngập trời, dĩ nhiên dễ dàng như vậy đã bị diệt. chuyện này cùng với trước đó đánh chết Ung Thiên Vận hầu như không chút khác biệt, chuyển vần bao ứng khó chịu. ánh mắt của Nam Tử từ trên người mọi người nhất nhất điểm qua, khi nhìn tới mỗi người, đối phương đều là trong lòng một mảnh băng lãnh, phảng phất như trong nháy mắt bị xem thấu nội tâm lý vân tiêu còn lại là cười khổ một tiếng tràn đầy bất đắc dĩ biết phiền phức lớn trên mặt bạc vũ kình một mảnh tái nhợt cả người run rẩy lợi hại dưới chân dĩ nhiên lui về phía sau đến nam tử híp mắt nhìn hắn chằm chằm sau một lúc mới cười nhạt một tiếng nói đồ nhi đáng thương của ta ha nghe thạch chơi thật khá sao bạc vũ kình rung giọng nói sư 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 phụ hắn cúi lưng thành một đoàn hầu như muốn đương chàng quỳ xuống cái gì? Ngoại trừ Lý Vân Tiêu ra, mấy người còn lại tất cả đều là thở một hơi lãnh khí, đặc biệt La Thiên. tựa hồ nghĩ tới điều gì, trong mắt lấy làm kinh ngạc, thân thể vừa ổn định độc thương, lần thứ hai run rẩy. Khâu Mục Kiệt đồng dạng trong đầu trống rỗng, có chút vô pháp suy tư, kinh ngạc nói. Sư, sư phụ, sư phụ của bạc Vũ Kình. Ha ha, ngươi còn nhận được ta nha, còn coi ta là sư phụ của ngươi sao? Kỳ Thắng Phong vẻ mặt cười nhạt, nhàn nhạt nói rằng phu phu bà vũ kình cũng không chịu được nữa phong tuyến tâm lý trong nháy mắt tan vỡ mạnh mẽ hai đầu gối quỳ xuống liều mạng dập đầu đứng lên than thở khóc lóc khóc lớn nói sư phụ sư phụ ta sai rồi đệ tử sai rồi ừng ực mấy người còn lại mạnh nuốt nước miếng rốt cuộc hiểu rõ người trước mắt là ai hơn nữa đã không còn hoài nghi kỳ thắng phong nhếch lên mí mắt lạnh như băng nhàn nhạt nhìn hắn một cái nói tên đồ đệ ngu xuẩn không chỉ có bị lỗ thông tử lợi dụng tới khi sư diệt tổ càng thành vật thí nghiệm của người khác hắc hắc kỳ thắng phong ta cũng không có đệ tử giống như con lợn như thế nhìn xem trước khi tới hai gã cận bã thánh vực nói không sai thuật luyện sư thật đúng là không ít ngu xuẩn đấy bà vũ kình phủ phục trên mặt đất không ngừng dập đầu không dám nói nửa câu hơn nữa nghe thạch phản phệ còn chưa triệt để áp chế xuống vẻ mặt vẻ thống khổ kỳ thắng phong không để ý tới hắn mà là đưa mắt nhìn phía lý vân tiêu cười nhạt nói. Lý Vân Tiêu, hồi lâu không gặp, tiến bộ của ngươi cực nhanh, rất kẻ khác bất an ấy. Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Kỳ thắng phong đại nhân khen chặt rồi, hẳn là chúc mừng đại nhân, chỉ để dung hợp bộ thân thể này, trực tiếp thành tựu lưỡng cực thần thể, thân thể thành thánh. Mấy người còn lại cả người đại chấn, lộ ra vẻ hoảng sợ không ngớt, khuôn mặt khó có thể tin tưởng. Tuy rằng lời này nghe được nửa hiểu nửa không, nhưng thân thể thành thánh, đối với bọn hắn đám đỉnh phong cường giả mà nói, tự nhiên minh bạch là ý nghĩa gì. Đặc biệt Khâu Mục Kiệt, thân thể to lớn đều có chút run rẩy đứng lên, hắn suốt đời sở cầu đó là thân thể thành thánh, chính mình nghiên cứu cả đời, cuối cùng biến thành hiện tại bộ dáng này đều không thể được, vẫn sống sờ sờ nhìn người khác thành tựu. Kỳ Thắng Phong mày kiếm dương lên, từ chối cho ý kiến, ngược lại cười nói: "Lúc đầu đánh một trận, bản tọa thật đáng tiếc không có thể giết ngươi, hiện tại rốt cục có thể như thường mong muốn rồi." Sắc mặt của Lý Vân Tiêu biến đổi, cười khổ nói: Kỳ Thắng Phong đại nhân hôm nay công thể đại thành, đứng ở đỉnh của đại lục, chẳng lẽ còn cùng với tiểu Lâu La như ta vậy tính toán sao? Còn nữa, ta và đại nhân coi như là hữu duyên, vô luận là đại nhân từ bên trong phấn sắc tinh trần thoát khốn ra, hay là đạt được tấm thân thể này, tại hạ đều xuất lực không nhỏ. Kỳ Thắng Phong nhướng mày, nói: "Ngươi nói đều là sự thực, nhưng những thứ này cũng không phải lý do cho ngươi tiếp tục giữ mạng sống." Trong lòng Lý Vân Tiêu khẽ động, tựa hồ nghe ra chút gì đối phương cũng không giống như có ý nghĩ giết hắn, vẫn là còn có một đường sinh cơ cũng nói không chừng. Về phần chạy trốn, hắn là triệt để chặt đứt cái ý niệm này. Coi như là từ trong giới thần bi cường giả ra hết, cũng tuyệt không có một tia khả năng. Hắn thử dò xét nói. Cái gì mới là lý do để tại hạ tiếp tục mạng sống đây? Kỳ Thắng Phong nói. Giản đơn, giao ra ba món đồ vật, mang nguyên tỏa, băng sát tâm diễm, hồn luyện thần quyết, sau đó phát thệ thuần phục ta hắn thấy Lý Vân Tiêu trầm mặc không nói, cười lạnh nói. Thế nào, lẽ nào mấy thứ này so với mạng của ngươi còn trọng yếu hơn? Lý Vân Tiêu nói. Mang nguyên tỏa có thể trả lại cho ngươi, băng sát tâm diễm ta tự mình cũng không cách nào khống chế, có thể cho nói nhất định cho. Về phần hồn luyện thần quyết, tự ta còn chưa toàn bộ nắm giữ, thân là đứng đầu thuật luyện sư ngươi cũng có thể minh bạch, tự ta chưa từng nắm giữ, làm sao chuyển thừa đi ra. Thuần phục sao? Chúng ta có thể khoái trá hợp tác, hà tất miễn cưỡng đối phương đây. Làm không được mấy điểm này, vậy không có cách nào khác giữa mạng sống. Kỳ Thắng Phong đạm nhiên nói rằng, trên mặt một mảnh hàn ý, trong con người càng sạch qua sát khí. Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Đại nhân nếu thật giết ta, hồn luyện thần quyết đã có thể vĩnh viễn thất truyền. Kỳ Thắng Phong đột nhiên cười, nói. Thế nào, ngươi rất sợ chết. Lý Vân Tiêu tay phải nắm quyền, đặt ở bên mép ho khan hai tiếng, nói mặc dù cũng không phải sợ chết như vậy, nhưng có thể không chết đương nhiên sẽ không muốn chết rồi, còn vài chuyện khiến ta tỉ mỉ lo lắng. Kỳ Thắng Phong gật đầu nói: "Ngươi không có bất kỳ lựa chọn nào khác, nhưng ta có thể cho ngươi thời gian. Ngươi là người thông minh, hẳn là minh bạch ở trong tay ta là không bay ra khỏi đa dạng." Lý Vân Tiêu lặng lẽ không nói, hắn so với bất luận kẻ nào ở đây cũng hiểu rõ ràng thực lực của siêu phàm nhập thánh, đích thật là không có một tia khả năng chạy thoát. Kỳ Thắng Phong thấy Lý Vân Tiêu trầm mặc chỉ là trào phúng cười một tiếng, đưa mắt nhìn về phía khâu mục kiệt. Khâu mục kiệt cả người run lên, nhất thời cảnh giác vạn phần, không khỏi hướng thân lui về sau mấy bước. Người trước mắt này đó là tồn tại trong truyền thuyết A, sư phụ của đương kim đứng đầu thiên hạ thuật đạo. Kỳ Thắng Phong nhìn hắn một cái, gật đầu nói. Không sai, mặc dù có chút đáng ghét, nhưng coi như là tìm được đường tắt, kiếm đi nét bút nghiêng đến rồi cực đoan, lại vẫn có thể khống chế. Đem tâm đắc của ngươi toàn bộ ghi lại đi ra, sau đó thuần phục ta liền có thể giữ mạng sống khâu mục kiệt khuôn mặt trầm xuống lộ ra vẻ hung ác cả giận nói đây là ta khổ cực cả đời nghiên cứu ra được thành quả dựa vào cái gì cho ngươi kỳ thắng phong nói tâm tình của ngươi ta rất có thể minh bạch nhưng ngươi cũng phải hiểu bản tọa đồng dạng là thuật luyện sư có thể để mắt nghiên cứu của ngươi đủ để chứng minh của ngươi nghiên cứu rất có giá trị còn nữa ngươi cũng không có lựa chọn khác khâu mục kiệt cả giận nói không cần chứng minh ta nếu không muốn cho ai cũng đoạt không được kỳ thắng phong nở nụ cười nói ta đích xác không nắm chặt đối với các ngươi đám đứng đầu thuật luyện sư siêu hồn đối với lý vân tiêu cũng như vậy ta chỉ có thực lực lấy tánh mạng của các ngươi lấy điều đó tới áp chế các ngươi ngươi nếu không phải sợ chết hắn lạnh giọng nói vậy hôm nay tự thực sự đã được chết đừng vội coi khinh ta khâu mục kiệt giận dữ mạnh mở hai cánh dưới một bước đã muốn rời khỏi cho hề kỳ thắng phong trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi không nói gì lắc đầu nói ta hiện tại có điểm tin tưởng hai tên cận bã kia nói thuật luyện sư có đôi khi đầu óc đích xác không dễ giải thân thể hắn lóe lên phanh tiêu thất ở tại chỗ Ẩm. thân thể của khâu mục kiệt chấn động chỗ có không gian chi lực tiêu tán hết lần thứ hai quay về chỗ cũ hai tay kỳ thắng phong chấp sau lưng lạnh lùng đứng ở trên chiến hạm ngư quan sát bốn phía đứng lên giống như là xem lướt qua tham quan chết tiệt. Khâu Mục Kiệt kinh sợ không ngớt, đuôi dài quẫy một cái, mạnh mẽ điểm xuống tới. Thiên mạch độc mang. Hồng quang lóe lên, trong nháy mắt điểm xuống. Kỳ Thắng Phong lúc này mới dơ lên mi mắt, mở bàn tay to đã bắt đi tới. Phanh. Ngũ chỉ trong lúc đó ngưng ra lực lượng quỷ dị, thoáng chút đem độc vĩ kia chế trụ lại, vô pháp chạm đến da thịt. Hừng, ngũ hoa hạt đuôi, coi như là vật hiếm có được rồi. Kỳ Thắng Phong ngũ chỉ nắm chặt, nhất thời phanh một tiếng, đuôi hạt lập tức bóp nát bấy. Ngươi, khâu mục kiệt giận dữ, vung lên phát đao sẽ chém xuống. Sắc mặt của kỳ thắng phong phát lạnh, lạnh lùng nói. Bản tọa không có thời gian cùng với ngươi nhiều lời, kẻ thuận ta thì sống, nghịch ta tất vong, thiên cổ không đổi đạo lý. Chanh, trong tay hắn quang mang lóe lên, tùy tiện minh luân trong nháy mắt bay ra. Phanh một tiếng, phát đao trong nháy mắt bị chém rách. Cái gì? Khâu mục kiệt hoảng hốt, còn chưa chờ hắn phản ứng kịp quang luân quay lại suy một chút chém mất một cánh tay của hắn a à, hắn thống khổ quát to một tiếng vẻ mặt đều là mồ hôi lạnh nhễ nhại xuống ở dưới minh luân hàn mang kia hồi lâu chưa từng từng có khí tức tử vong lần thứ hai xông lên đầu quy thuận hoặc giả chết kỳ thắng phong lạnh lùng nói rằng trong hầu của khâu mục kiệt chật vật phát ra tiếng nói ta cũng muốn một chút thời gian suy nghĩ kỳ thắng phong hắc cười một tiếng nói được, cho các người đãi ngộ. Hắn một chút lăng không bay lên, quả đấm bấm tay niệm thần chú, mạnh mẽ vỗ ra. Quyết ấn trên không trung lóe lên, lập tức bay tán loạn làm hai hướng, nhắm phía khâu mục kiệt và Lý Vân Tiêu kích bắn đi. Hai người con ngươi chợt co rút lại, ấn quyết chi lực cũng không cường, hoàn toàn có thể cản lại. Nhưng hai người đều hiểu đây là cấm chế, nếu là xuất thủ chống đỡ nói, sợ là sẽ phải có thủ đoạn càng lợi hại hạ xuống trên người mình. Vì vậy đều là vẻ mặt khổ sáp, mắt mở trừng trừng nhìn dấu vết đánh vào trong cơ thể bang bang hai người đều là cả người run lên cảm thấy một cổ lực lượng cực kỳ bá đạo trong nháy mắt chui vào thân thể lóe lên đã tiêu thất sau đó trên đan điền hiện ra một đoàn bạch quang như là phù vân không có bất kỳ khí tức gì lại lẳng lặng treo ở trên không động hai người đều là đứng đầu thuật luyện sư một chút đã có thể cảm nhận được loại cấm chế này không giống tầm thường đều là khuôn mặt vặn vẹo thành khổ qua Kỳ Thắng Phong lúc này mới không để ý tới hai người, mà là ánh mắt chuyển hướng La Thiên, nói. Người đó là lần này đầu lĩnh hóa thần hải phái tới Hồng Nguyệt Thành. La Thiên nội tâm cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, mạnh mẽ đứng lên, cúi đầu xuống đáp. La Thiên gặp qua Kỳ Thắng Phong đại nhân. Trước mắt tên này Tuấn Lãng Nam Tử, khi hắn vừa bước vào thuật đạo, cũng đã là tồn tại trong truyền thuyết. Mà lấy nhãn lực của hắn tự nhiên nhìn ra được Kỳ Thắng Phong thân thể dị thường cường hãn mà tuổi còn trẻ, cũng không phải cái loại sửa lại cốt linh và bên ngoài lẽ nào kỳ thắng phong đại nhân đã bước vào thuật thần cảnh trong lòng la thiên bỗng nhiên run lên thái độ càng thêm khiêm cung đứng lên kỳ thắng phong nói không sai thành tựu của ngươi không sai có thể nguyện quy thuận ta la thiên khổ sở nói đại nhân thế nào nói ra lời này lẽ nào đại nhân kỳ thắng phong ngắt lời nói chớ giả bộ ta trước đó đã phái người đi tìm ngươi Hiện tại thế cục hóa thần hải ngươi hẳn là rất rõ ràng. Bản tọa và nghịch đồ lỗ thông tử là thế bất lưỡng lập, quy thuận hoặc giả sẽ chết, ngươi chọn đi. Hắn vẻ mặt nghiêm nghị, cả người có loại khí thế không nói ra được, khiến người ta khó có thể chống lại. Trên mặt La Thiên tràn đầy khổ sáp, hiện lên kiên quyết, nói: "Đã như vậy, La Thiên chọn cái chết." Kỳ Thắng Phong hai hàng lông mày nhăn lại, nói: "Là cái gì cho ngươi cố chấp ngay cả mạng cũng không cần?" La Thiên nghiêm nghị nói. La Thiên nhận được ân của lỗ thông tử đại nhân mới có thành tựu ngày hôm nay, không thể vì đại nhân bài yêu tả hữu, đã cảm kích và xấu hổ cứu, há có thể phản bội. Ha ha, ngươi đúng là có tình có nghĩa. Đáng tiếc lỗ thông tử khi sư diệt tổ, hạ người không có đạo nghĩa như vậy, đáng giá ngươi bán mạng sao. Kỳ thắng phong dáng tươi cười ngưng kết, hướng không trùng một chảo, liền ngưng tụ thành một đoàn quang mang, lạnh lùng nói. Ngươi cùng hai người bọn họ như nhau, Suy nghĩ thật kỹ xuống đi. Tia sáng kia đánh, tựa hồ và trước trên người hai người hạ cấm chế bất đồng, một chút đánh vào La Thiên trong cơ thể, ở trước người hóa ra một ký hiệu cổ quái, ẩn chưa tiến vào. La Thiên thân thể yếu đuối đâu chịu được dày vò như vậy, một búng máu phun tới, nhưng sắc mặt lại trở nên chuyển biến tốt đẹp đứng lên, tựa hồ sinh cơ đang không ngừng khôi phục. Quyết ấn này. Trên mặt hắn tràn đầy vẻ kinh hãi. Kỳ thắng phong cười lạnh nói: Lão Phu nắm trong tay tuyệt thế thuật rất nhiều lúc trước lỗ thông tử vội vội vàng vàng đối với ta hạ thủ. Rất nhiều thứ cũng không có truyền thừa xuống tới nếu không phải bản tọa mạng lớn, sợ là đều phải thất truyền. Hắn không chỉ có là khi sư diệt tổ, càng khối u ác tính của giới thuật đạo. La Thiên hơi biến sắc mặt, lạnh lùng nói. Mạc Đại Nhân nói ba hoa trích tròe cũng vô pháp thay đổi chú ý của ta. Kỳ Thắng Phong cười nói. Vừa rồi cho người hạ tốn linh ấn chú, bên trong có sinh tử nhị khí có thể sống có thể chết. Ta biết ngươi không sợ chết, nhưng ta cũng cho ngươi cầu sinh không được, muốn chết không xong, bùa quyết này chính là thủ đoạn tiêu mòn ý chí tốt nhất. Căn cứ bản tọa biết, ngươi có thể chống đỡ qua được, lác đác không có mấy. La Thiên âm mặt lạnh lùng, tràn đầy phẫn nộ. Kỳ Thắng Phong tựa hồ đối với hắn quyết ấn thập phần một cách tự tin, từ trước người La Thiên bỏ đi, ánh mắt chuyển hướng mấy tên khác thuật luyện sư, nói. Các ngươi tu vi cũng không tự, lựa chọn đi mấy người kia đều là cực độ làm khó, hai bên nhìn nhau, không biết như thế nào cho phải. Kỳ Thắng Phong sắc mặt phát lạnh, lạnh lùng nói. Tu Vi cũng chỉ là không tệ mà thôi, cũng không phải là không thể thiếu. Nếu là nghĩ khổ sở nói, bản tọa liền trực tiếp tiễn các ngươi lên Tây Thiên, ai bảo bản tọa tâm từ nhân thiện, không thích làm khó người khác đâu. Mấy người kia cả kinh, rốt cục có người ở dưới khí thế của Kỳ Thắng Phong chống đỡ không được, đứng ra tới cúi đầu rốt cuộc, nói. Bọn ta nguyện ý quy thuận đại nhân, đại nhân vốn là hóa thần hải chi chủ, thiên hạ thuật đạo chính thống, hô một tiếng bọn ta tương ứng, đương nhiên. Bọn ta nguyện ý quy thuận đại nhân, quy thuận thuật đạo chính thống. Mấy người còn lại cũng không còn lo lắng, đều quy thuận đứng lên, tất cả đều là khom lưng cúi đầu. Ha ha, các ngươi rất thức thời, thân là thuật luyện sư không chỉ có cần khổ tâm chuyên nghiên thuật đạo, rất nhiều lúc đầu óc cũng cần thông suốt, miễn cho biến thành ngu xuẩn, không chỉ có bị người nhạo báng dễ dàng hơn khiến chính mình rơi vào tuyệt cảnh kỳ thắng phong hữu mô hữu dạng giáo huấn một phen đứng lên đúng cẩn tuân đại nhân giáo huấn tất cả mọi người cùng kêu lên đáp khom lưng xuống không dám ngẩng đầu kỳ thắng phong lúc này mới lộ ra vẻ hài lòng đưa mắt nhìn phía phó nghi xuân nói còn ngươi phó nghi xuân trong lòng căng thẳng liền vội vàng tiến lên bái xuống nói tại hạ phó nghi xuân gặp qua kỳ thắng phong đại nhân Kỳ Thắng Phong nói: "Thực lực của ngươi cũng còn được thông qua, có nguyện quy thuận ta." A, à, Phó Nghi Xuân sững sốt, vội hỏi: "Tại Hạ Hồng Nguyệt thành trưởng lão, cũng không phải là người của Hóa Thần Hải. Nga, ý của ngươi là nói ngươi không có tác dụng gì đúng không?" Kỳ Thắng Phong đạm nhiên nói rằng, trong mắt sát khí chậm rãi ngưng tụ. Phó Nghi Xuân cực kỳ cảm thấy áp lực, trên trán tuôn ra mồ hôi lạnh, cuống quyết bái xuống nói: "Tại Hạ nguyện ý quy thuận đại nhân." nghĩ thầm người trước mắt này ngay cả thánh vực hai vị cửu tinh đỉnh phong cường giả đều nói giết đã giết mắt cũng không nháy một chút mình ở trong mắt hắn sợ rằng ngay cả con kiến hôi cũng không bằng không sớm quy thuận mà nói sợ rằng cơ hội sẽ không có hừm coi như người thức thời kỳ thắng phong lạnh lùng nói ta đang muốn cần lực lượng của hồng nguyệt thành ngươi sẽ làm nội ứng đi hắn tiện tay một trưởng đánh tới phó nghi xuân tại chỗ ngã văng ra ngoài phun ra một búng máu tươi chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, run rẩy lợi hại. nhưng hắn vội vàng đứng lên, bước đi tiến lên chắp tay nói: dạ, tất cả nghe theo đại nhân phân phó. tuy rằng bị ép quy thuận, nhưng phó nghi xuân nội tâm lại dâng lên một loại cảm giác khác thường, trái lại cảm thấy rất dễ dàng, có một chút vui sướng nhàn nhạt, nhạt. từ hồng nguyệt thành bị đường khánh nhập chủ tới nay, bọn họ những lão nhân này sẽ không chịu đãi kiến, ngày xưa tôn quý không còn, tài nguyên cũng bị kẹp thật chặt, trong lòng vẫn dị thường áp lực. Lúc này Quy Thuận Kỳ thắng phong, nói như thế nào cũng so với Quy Thuận Đường Khánh phong cảnh hơn gấp trăm lần, tựa hồ rất lâu tới nay áp lực hễ quét là sạch rồi. Kỳ thắng phong nói, La Thiên, hiện nay hóa thần hải và Hồng Nguyệt Thành quan hệ thế nào? Lỗ thông tử đối với Hồng Nguyệt Thành thái độ là như thế nào? Sắc mặt của La Thiên bất tiện, chỉ là chậm rãi đem hai mắt nhắm lại, hờ hững. Hùng, quật cường chỉ là lãng phí thời gian, nhưng là không có biện pháp. Kỳ thắng phong một trưởng đánh tới, ba một tiếng đánh vào trong ngực của La Thiên, trước đó ấn quyết biến mất không gặp đột nhiên hóa ra. A à. La Thiên đột nhiên khuôn mặt vặn vẹo, thân thể mạnh mẽ co quắp, thống khổ giống lớn lên. Kỳ Thắng Phong lạnh nhạt nói, hiện tại chỉ là thân thể đau, đợi lát nữa sẽ từ từ rót vào tinh thần của ngươi, ăn mòn linh hồn của ngươi, cho ngươi cảm thụ vô tận ý thức nổi khổ. Trong một sát na, đó là trăm năm đau. La Thiên toàn thân mồ hôi lạnh nhễ nhại, co quắp trên mặt đất run rẩy, tựa hồ đã nghe không rõ nữa. Mấy người còn lại tất cả đều là sắc mặt đại biến, lộ ra vẻ hoảng sợ tới. Ngay cả Lý Vân Tiêu và Khâu Mục Kiệt cũng là trong mắt lộ ra hàn ý, hơn nữa hai người không tự chủ được cho nhau liếc trộm một cái, tựa hồ có ý thương lượng. Chỉ bất quá ở trước mặt kỳ thắng phong, không dám làm quá mức rõ ràng, hơi liếc mắt một cái liền lập tức hồi phục bình tĩnh. Khâu Mục Kiệt cũng từ trạng thái kinh khủng nửa cá thú khôi phục lại, cái tay cụt kia một tia bạch sắc thuốc cao, cứ như vậy nhận đi tới, lại vẫn có thể sống động như thường. Chiến hạng ngư thoáng cái hóa thành cỡ cá chép phổ thông, vẫn còn có chút đáng yêu mê người, ở bên cạnh khâu mục kiệt bơi qua bơi lại. Tất cả mọi người đều là thuật luyện sư, cũng liền thấy nhưng không thể trách. Bà Vũ Kình còn phủ phục trên mặt đất, không dám ngẩng đầu, như lực lượng ngây thạch phản phệ đã tựa hồ yếu dần, run rẩy không có lợi hại như lúc trước. Kỳ Thắng Phong nói, Phó Nghi Xuân, ngươi tới chỉ nói vậy thôi, hiện nay chuyện giữa hóa thần hải và hồng nguyệt thành ngươi biết bao nhiêu cứ nói bấy nhiêu. ạ à, phó nghi xuân đáp ứng nói ở trong lòng buồn bực thoáng cái quét sạch cả người cũng tinh thần quy thuận kỳ thắng phong tựa hồ biến thành một chuyện thập phần quang vinh mà chính xác hắn hiện tại lo lắng duy nhất chính là bên trong thành gia quyến đã bắt đầu mưu hoa làm sao đưa toàn bộ bỏ chạy đường khánh nhập chủ hồng nguyệt thành sau đó thái độ của hóa thần hải đối với hồng nguyệt thành vẫn rất phiêu hốt bất định khó có thể nắm lấy ở trong lưỡng tộc chi chiến Đường Khánh dùng đại lương tài nguyên đổi lấy hóa thần hải chi trì hai phái quan hệ mới trở nên thân mật đứng lên. Phó Nghi Xuân nói liên tục đưa việc hắn biết toàn bộ kể ra. Hắn tuy không phải dòng chính của Đường Khánh nhưng là nhân vật dẫn đầu Hồng Nguyệt Thành thế lực cũ, các loại vận tác đều là qua tay hắn mà làm, vì vậy biết được cực kỳ tường tận. Kỳ Thắng Phong sau khi nghe xong sắc mặt rét lạnh xuống tới, cười lạnh nói: Đường Khánh cũng thật là hào phóng a, dĩ nhiên đem Hồng Nguyệt Thành vô số năm tích lũy tài nguyên chắp tay nhường ra phân nửa cho hóa thần hải, thủ bút lớn như vậy, thậm chí có điểm tăng tâm bệnh cuồng đi. Phó nghi Sơn cũng là vẻ mặt bi phẫn, đau nhức tố cáo nói. Đường khánh hắn để ngồi vững vàng vị trí, không từ thủ đoạn nào, đừng nói nhượng lại phân nửa, sợ là toàn bộ cắt nhường hắn cũng làm được Hồng Nguyệt Thành trải qua mấy đời tích lũy. Phú khả địch quốc, ngắn ngủi mấy năm, không chỉ mất đi tài lực và nội tình, càng là cao thủ hao tổn vô số, từ lâu đã không còn vinh quang năm xưa nữa. Kỳ thắng phong nhíu mày tới, lo lắng nói. Như vậy nha, vậy thì thật là có điểm phiền toái. Phó Nghi Xuân sửng sốt một chút, nói. Đại nhân nói, là phiền toái gì? Kỳ Thắng Phong hai tay chấp sau lưng, lặng lẽ không nói, hắn đột nhiên hỏi nói. Lý Vân Tiêu, ngươi nghĩ ta nên làm thế nào cho phải? Lý Vân Tiêu sửng sốt, Kỳ Thắng Phong lại sẽ cố vấn chính mình, trầm tư một chút, liền đạm nhiên cười nói. Đại nhân nói phiền phức bất quá có hai. Nga, trong mắt Kỳ Thắng Phong Hàn Quang lóe lên, nói: "Nói nghe một chút." Lý Vân Tiêu nói: "Thứ nhất đó là quan hệ giữa Hồng Nguyệt Thành cùng với Hóa Thần Hải không cạn, đã đến trình độ vô pháp dung chuyển. Có lẽ nói Hồng Nguyệt Thành cùng với lỗ thông tử Hóa Thần Hải quan hệ vô pháp lai động. Thử nghĩ Đường Khánh dùng Hồng Nguyệt Thành phân nửa cất giấu đổi lấy Kết Minh, nếu là đơn giản buông tha, tặng ra thiên lượng tài nguyên chẳng lẽ không phải múc nước. Loại sự tình này coi như là ta ngươi cũng sẽ không làm." huống hồ là người làm ăn lập nghiệp đường khánh. Trong lòng Phó Nghi Xuân cả kinh, liền trầm ngâm, nói. Đích thật là có đạo lý như vậy, đường khánh để kết giao hóa thần hải, ngoại trừ ích lợi thật lớn chuyển vận ra ngoài, cũng không ít quyết tâm từ. Đường khánh suy nghĩ có thể chính là muốn đem hóa thần hải cột vào trên chiến xa của mình, ủng hộ bản thân ngồi vững vàng vị trí, đồng thời trái lại đến chống đỡ Hồng Nguyệt Thành, chậm rãi kiêu ngạo. Kỳ Thắng Phong nói. Thứ hai thì sao? Lý Vân Tiêu nói. Thứ hai sao, chính là Hồng Nguyệt Thành đối với đại nhân mà nói, đã thành yếu, ăn thì không ngon, bỏ thì tiếc. Hồng Nguyệt Thành tuy rằng cùng với Hóa Thần Hải buộc rất chặt, nhưng thiên hạ không có kết minh không phá, chỉ cần lợi ích cũng đủ. Kỳ Thắng Phong hừ một tiếng, nói: "Ngươi để bản tọa đi nơi nào tìm kiếm lợi ích lớn như vậy tới lôi kéo Hồng Nguyệt Thành?" Lý Vân Tiêu cười nói: "Đại nhân nói chuyện cười rồi, trong thiên hạ này vật chân quý nhất, không có gì ngoài tánh mạng của mình." lấy thực lực của đại nhân siêu phàm nhập thánh trực tiếp lấy đao gác ở trên cổ đường khánh hắn dám phản kháng sao trong mắt của kỳ thắng phong bắn ra hàn mang nói ngươi là để ta cướp lấy hồng nguyệt thành lý vân tiêu lắc đầu nói đây chính là ta nói chỗ yếu bắt cóc đường khánh dễ cướp lấy hồng nguyệt thành khó đem sẽ khiến ba động ai cũng vô pháp dự liệu tiền phương lớn như vậy không thể biết mặc dù cuối cùng đạt được hồng nguyệt thành nhưng nghe phó nghi xuân đại nhân nói bây giờ hồng nguyệt thành đã là ngoại cường trung yếu ăn thì không ngon à con ngươi của kỳ thắng phong chợt co rút lại khen hay cho một câu ăn thì không ngon bỏ thì tiếc lý vân tiêu tài trí của ngươi cao làm ta mơ hồ có chút bất an ấy lý vân tiêu cười khổ nói ta đã trúng lạc ấn cấm chế quỷ dị của đại nhân lẽ nào đại nhân đối với thủ pháp của mình không có tự tin trong mắt của kỳ thắng phong hàn quang chớp động nói vốn là có Thế nhưng ta đột nhiên cảm thấy bản thân ngươi so với cấm chế của ta còn muốn quỷ dị hơn. Lý Vân Tiêu nói, ta và đại nhân duyên phận không cạn, hơn nữa cũng không có gì thực chất xung đột lợi ích, hoàn toàn có thể hợp tác cùng có lợi. Kỳ Thắng Phong nói, đúng là như thế, nhưng ngươi cho ta cảm giác quá mức đáng sợ. Một bên Phó Nghi Xuân và Khâu Mục Kiệt đều có chút không hiểu, không rõ thực lực cường hãn như Kỳ Thắng Phong vậy, còn có thể đối với Lý Vân Tiêu lòng có kiên kỵ. Lý Vân Tiêu nói, ta đáng sợ hay không, cùng với đại nhân cũng không nhiều quan hệ. Đại nhân mong muốn, vô pháp chính là tìm được lỗ thông tử báo thù năm xưa, sau đó đoạt lại hóa thần hải. Sau đó sao? Sau đó đơn giản chính là tìm kiếm thần cảnh đại đạo, tìm một tia mờ ảo kỳ ngộ. Mà ta cũng sẽ không trở ngại đại nhân đây hết thảy, ta có thể hiệp trợ đại nhân cộng đồng đối kháng hóa thần hải, về phần cúi đầu xương thần, làm nô bộc cho đại nhân. Lý Vân Tiêu bật cười khanh khách. Hắc hắc, bản thiếu còn trẻ, thật sớm đã làm nô tài cho người khác, sau này còn làm sao ngẩng đầu ở trên đại lục lăn lộn. Phó Nghi Xuân gương mặt trong nháy mắt thay đổi đến đỏ bừng, xấu hổ và giận dữ không ngớt, trong mắt hiện lên sắc mặt giận dữ. Còn lại sắc mặt của đám hóa thần hải thuật luyện sư cũng khó coi, đều cúi đầu. Kỳ Thắng Phong lạnh lùng nói, Ngươi đúng là rất biết ăn nói, một có cơ hội giải thoát cho mình. Việc này tạm thời không đề cập tới, ngươi nói tiếp nói, Hồng Nguyệt Thành đã thành yếu, ta đây nên làm thế nào cho phải, khối hồng này nên ăn hay không ăn trên mặt hắn một bộ dáng lạnh nhạt nhưng hai tròng mắt ngưng tụ tinh mang chớp động ở giữa hiển nhiên thập phần coi trọng lý vân tiêu ý kiến lý vân tiêu híp hai mắt lại cười nói đương nhiên không ăn nhưng cũng không có thể cứ như vậy bỏ đi được không ăn lại không bỏ là có ý gì một khối yếu kỳ thực đã ở trong miệng của lỗ thông tử rồi đại nhân đoạt lại ăn thì không ngon nhưng lỗ thông tử lại ăn ngon lành không bằng ở trên khối yếu này làm ra ít cứt đi tới, để hắn ăn cũng phải nhổ ra. Trên mặt Kỳ Thắng Phong cơ thịt hơi run một chút, lộ ra vẻ buồn nôn, nói: "Làm sao làm ra được?" Lý Vân Tiêu ánh mắt phát lạnh, từng chữ nói: "Giết Đường Khánh." Tất cả mọi người trong lòng run lên, lộ ra vẻ mặt kinh hãi, bất khả tư nghị nhìn Lý Vân Tiêu, chỉ cảm thấy người này là người điên. Phó Nghi Xuân ở kinh hãi, đôi mắt chuyển động, tựa hồ hiểu ý tứ của Lý Vân Tiêu khóe miệng nhếch lên một tia châm chọc, biết tiểu tử này là muốn mượn đao giết người. Tập này kết thúc ở đây nha. Sau đây là chuyên mục quảng cáo, các bạn xem và click vào quảng cáo ủng hộ kênh nhé. Cảm ơn các bạn.